những vụ tai dạ mà nguyên nhân xuất phát từ việc dừng xe giữa đường để làm việc riêng không phải là ít, vậy nhưng một bộ phận người nhập cuộc giao thông dường như không ý thức được mức độ gian nguy của hành động này. Như người thiếu phụ trong hai bức ảnh dưới đây, chị dựng xe giữa đường rồi đi lại bao quanh để nghe lát tốt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là đường ở quê, có ít các phương tiện qua lại nên người thiếu phụ mới dựng xe như vậy. Nhưng cũng rất nhiều ý kiến cho rằng thói quen, ý thức giao thông nên được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, địa điểm chứ không thể để tới lúc cần mới mang ra thực hiện. Con đường vắng tanh các phương tiện qua lại, chứ không phải không có, thế nên cần tự bảo vệ mình trước mọi rủi ro. Cả con đường bắt ngát thế, chị dựng xe, chiếm gần hết một làn đường để nghe lát tốt vừa cản trở giao thông vừa gây nguy hiểm cho mình, một bình luận của dân mạng. Người thiếu phụ dựng xe giữa đường để nghe lát tốt. Dưới bài đăng về người thiếu phụ này, dân mạng cũng chia sẻ lại rất nhiều tình huống tương tự. Nhiều người nhập cuộc giao thông dễ chịu dừng đổ phương tiện ở giữa đường để làm việc riêng, đón con, đi chợ, nghe lát tốt. Dừng xe giữa đường để đi chợ. Dừng xe giữa đường để nghe lát tốt. Người thiếu phụ dừng xe giữa đường để nghe lát tốt. Người thiếu phụ bị đâm xe vì đứng giữa đường mặc áo mưa. Nguồn ảnh: Út.